Đây. Xin chào các bạn. Mình đang đứng cái đường ấp Chánh 11. Nó là một sạc của thằng Tân Sinh 6, nó thông ra Tân Sinh 5. Đây, bên đây là chạy ra Tân Sinh 5. Còn bên đây là chạy ra Tân Sinh 6. Và đất mình nằm ở đây. Nó có cột móc hết rồi. Cắm móc hết rồi. Ngang 15 nha các bạn. Dài 35. Tổng cộng là đây 515 mét vuông. Tất cả đô thị. Quy hoạch dân cư mới cao tầng. Địa chỉ đất ở Tân Xuân nha. Và giá bán là 20 triệu một mét. Mọi thắc mắc xin liên hệ Nhật 0909192559. Đường đất này, cái đường là ấp Chánh 11 nha. Chào các bạn.